Cổ nhân dạy, cách đối phó với tiểu nhân, học được sẽ có ích suốt đời. Quý vị thân mến, người ta thường nói, có nhiều bạn bè thì thường mới dễ đi. Ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè. Đứng ở một góc độ nào đó, con người càng có nhiều bạn bè thì càng có nhiều sự giúp đỡ. Khi gặp khó khăn trong cuộc sống mới dễ dàng hơn. Thế nhưng, cổ nhân lại dạy hậu thế rằng không phải ai cũng có thể kết làm bạn bè, đặc biệt là những kẻ tiểu nhân, là loại người tuyệt đối không được trở thành bạn. Kẻ tiểu nhân là một sự tồn tại hoàn toàn đối lập với người quân tử. Bản chất của hai bên hoàn toàn trái ngược nhau. Quân tử cao thượng, tiểu nhân thì hèn mọn. Quân tử ra tay vì nghĩa khí và minh bạch, tiểu nhân chuyên rút dao đâm lén sau lưng. Tuy nhiên, việc đôi co nói lý với tiểu nhân lại là việc vô ích. Đối phó với kẻ tiểu nhân không thể lấy cứng đối cứng. Bởi làm vậy, người bị tổn thương nặng nề nhất có thể là chính bản thân bạn. Bởi đã là tiểu nhân thì chỉ hành động trong bóng tối lén lút, âm hiểm, khó phòng bị. Nếu chưa hiểu được thấu đạo lý, một điều nhịn, chín điều lành, lùi một bước thì biển rộng trời cao, thì xin mời quý khán thính giả tham khảo những câu chuyện sau đây. Khổng Tử có một cậu học trò rất thích tranh luận. Một hôm, người học trò này đến thăm Khổng Tử thì gặp một người đang đứng ở cổng nhà. Người khách này ngăn vị học trò kia lại hỏi: "Nghe nói thầy dạy của ngài là Khổng Thánh Nhân, như vậy thì học vấn của ngài chắc phải cao lắm. Ngài cho ta hỏi, một năm có mấy mùa? Nếu ngài trả lời đúng, ta sẽ dập đầu quỳ lại ngài, còn nếu trả lời sai thì ngài phải bái lại ta." Vị đệ tử kia suy nghĩ một lát rồi nói: "Xuân hạ thu đông có 4 mùa. Người khách kia cãi lại: "Sai, có 3 mùa. Vị đệ tử cảm thấy thực sự là kỳ quái, nói: "Rõ ràng là một năm có 4 mùa, sao ngươi lại nói là có 3 mùa? Đúng lúc hai người tranh luận không thôi thì Khổng Tử đi ra. Vị khách kia hỏi: "Thánh nhân, xin ngài hãy phân xử, một năm rốt cuộc là có mấy mùa?" Khổng Tử nhìn vị khách một lượt rồi nói: "3 mùa. Vị khách vô cùng đắc thắng, quay sang cậu học trò của Khổng Tử: "Ngươi đã nghe rõ chưa? Còn không bái ta một lạy tạ lỗi sao?" Nói rồi đắc chí cười ha hả và đi thẳng. Cậu học trò thấy hết sức quái lạ, bèn hỏi Khổng Tử: "Thưa thầy, một năm rõ ràng là có 4 mùa, sao vừa rồi thầy lại nói là có 3 mùa? Khổng Tử trả lời: "Con không thấy người kia sao? Đó là một con trâu biến hóa mà thành. Một năm, châu chấu chỉ sống có 3 mùa, xuân hạ và thu. Nó đâu có biết mùa đông. Con tranh luận với nó, chẳng phải là không bao giờ có kết thúc sao?" Vị đệ tử bừng tỉnh, hiểu ra đạo lý cao thâm của bậc thánh nhân. Tranh cãi với người không cùng cảnh giới là việc phí thời gian vô ích. Lão Tử nói: "Thiện giả bất biện, biện giả bất thiện." Nghĩa là người thiện thì không tranh biện, người tranh biện thì không phải thiện. Sự tu dưỡng trưởng thành trong đời một người thể hiện ở việc làm, không phải ở lời nói tranh biện. Xưa nay, phàm đã là chân lý thì đâu cần tranh biện. Kẻ tiểu nhân nhầm tưởng rằng tranh luận không ngớt là khẳng định được chân lý thuộc về mình. Kỳ thực, chân lý vốn không thuộc về người mà là đạo của vũ trụ. Việc của người quân tử là dụng tâm tu dưỡng đến cảnh giới của chân lý, gọi là giác ngộ viên mãn. Kẻ tiểu nhân lấy cái ngu xuẩn của mình khẳng định
khăng khăng tranh luận cao thấp với người khác. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử viết, đạo của bậc thành nhân là làm mà không tranh. Một trong ba nguyên lý tu dưỡng tối cao của Phật gia chính là nhẫn. Nhẫn nhịn không tranh biện mới là cảnh giới tu dưỡng cao nhất của đời người. Phú Bật thời Bắc Tống khi còn trẻ, ông đang đi bộ trên đường phố thành Lạc Dương thì bỗng nhiên có một người mắng chửi ông. Một người đi đường đã ghé tai Phú Bật mà nói nhỏ, chàng trai trẻ, có người đang mắng chửi cậu kìa. Phú Bật nghe xong liền nói, hình như là mắng người khác đó. Người đó lại nói, người ta còn gọi tên của cậu mà chửi đó. Phú Bật suy nghĩ một chút rồi nói, có lẽ là mắng người khác, rất có thể người đó trùng tên họ với tôi. Sau đó, người mắng chửi Phú Bật nghe được phản ứng của ông, nên thấy rất hổ thẹn, đến xin lỗi Phú Bật. Phú Bật chẳng phải chính là đã hành xử như người quân tử, không tranh biện với kẻ tiểu nhân. Đó không phải là nhu nhược, mà là không để tâm vào những chuyện vụn vặt, lùi một bước biển rộng trời cao. Cho nên người xưa cho rằng, người thông minh nhưng giả ngốc mới là đạo xử thế của nhà thông thái. Đời người quá ngắn ngủi và quý giá, việc cần làm lại quá nhiều, sao phải vì điều khó chịu mà lãng phí thời gian? Hiểu được cái đạo của người giả ngốc, bạn sẽ thấu một cảnh giới khác của đại trí tuệ. Trong Luận Ngữ, Khổng Tử giảng, quân tử thực vô cầu bão, cư vô cầu an, mẫn vô sự, nhi thận vô ngôn. Tạm dịch, bậc quân tử ăn nhưng không cầu ăn no, ở không cầu an, nhanh nhẹn, minh mẫn trong việc làm, nhưng rất thận trọng về lời nói. Lại thêm, quân tử dục nột vô ngôn, nhi mẫn vô hành, tức là bậc quân tử thường chậm trong lời nói, nhưng hành động thì nhanh nhạy. Rõ ràng là người xưa xem phẩm chất người quân tử là ở hành động, nói ít làm nhiều, lấy hành động chứng minh thay vì xảo biện, có nói cũng lấy khiêm nhường, đúng mực, thậm chí im lặng không nói. Kẻ tiểu nhân ngược lại, nói nhiều nhưng chẳng làm gì cả. Thế nên nhân gian mới có câu, ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo. Một lẽ hết sức dễ hiểu là những người nhẫn nhịn không tranh biện bởi họ còn đang phải miệt mài làm việc. Kẻ tiểu nhân làm ít nên rảnh rỗi nói nhiều, về bản chất thực sự không phải có năng lực. Người tài trí biết trân quý thời gian hữu hạn, một khi qua đi không trở lại nên dốc lòng toàn tâm toàn trí vào công việc, không muốn phí tiếc cho việc tranh cãi đúng sai. Tâm tranh đấu hơn thua cao thấp họ đã buông bỏ từ lâu. Kẻ tiểu nhân khoa ngôn xảo ngữ, nhưng thực ra mọi việc đều để người khác làm cả. Như vậy, tranh cãi với kẻ tiểu nhân, há chẳng phải hạ mình xuống bằng họ mà phí thời giờ vô ích sao? Người tốt không tranh biện, người tranh biện không tốt. Người biết không học rộng, người học rộng không biết. Hàm ý là người thông minh không nhất định là kẻ học rộng, người học rộng lại cũng không nhất định là người thông thái trí tuệ. Bởi những thứ quyết định trí tuệ của một người không phải ở tri thức tích lũy nhiều bao nhiêu, mà là ở tâm thái, cảnh giới tư tưởng cao bao nhiêu. Kẻ thông minh dùng khoa ngôn xảo ngữ để hùng biện, bậc trí giả ngược lại đã tu dưỡng đến độ hiểu rằng nói là một loại năng lực, còn im lặng là một loại trí huệ. Vậy há chẳng phải sống ở trên đời không cần tranh cãi với kẻ tiểu nhân? Thứ nhất, quân tử kết giao từ tâm, tiểu nhân kết giao vì lợi ích.
Người quân tử không bao giờ muốn kết bè kéo cánh, nhưng ngược lại, kẻ tiểu nhân luôn có một đám bạn bè, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Người quân tử kết bạn xuất phát từ tấm lòng, sự trân trọng dành cho nhau. Còn kẻ tiểu nhân kết bạn vì một hay nhiều cái lợi nào đó. Vì thế, nên với người quân tử, bạn bè quý ở chữ tinh, tinh túy. Còn với tiểu nhân, bạn bè quý ở chữ đa, nhiều. Và cũng vì thế, nên kẻ tiểu nhân không bao giờ có bạn bè chân chính. Đối với họ, lợi ích bản thân cao hơn tất cả. Chỉ cần nhu cầu, lợi ích bị đụng chạm, họ sẽ coi bạn là thù. Nếu như xung quanh một ai đó chỉ toàn là bạn rượu thịt, chẳng nghi ngờ gì nữa, đó khó có thể là một người quân tử. Thứ hai, người quân tử suy nghĩ cho đám đông, kẻ tiểu nhân chỉ nghĩ cho bản thân. Người quân tử biết nghĩ cho mọi người, khiến mọi người vui vẻ thoải mái, trong khi kẻ tiểu nhân chỉ biết lấy lòng cấp trên để mưu lợi cá nhân, chọn cách suy nghĩ cho đám đông, đồng thời vẫn không quên nghĩ cho cấp trên. Đó là biểu hiện của người có nhân phẩm tốt. Họ sẵn sàng làm mọi việc quan tâm giúp đỡ những người khác, trong khi những người có nhân phẩm tệ chỉ chăm chăm lo cho lợi ích của bản thân. Thứ ba, người quân tử luôn biết ơn, kẻ tiểu nhân luôn võ mồm. Những người có nội tâm nhân đức luôn sẵn sàng dùng hành động để biểu thị lòng biết ơn. Nhưng kẻ tiểu nhân thì chỉ giỏi võ mồm. Nhận được ân huệ từ người khác, người quân tử sẽ cảm kích từ trong tâm và họ sẽ dùng hành động thực tế để báo đáp. Nhưng kẻ tiểu nhân khi nhận được ân huệ của người khác thì cảm thấy mình hời và nghĩ cách làm sao để có thể chiếm nhiều hơn nữa mà hoàn toàn chẳng nghĩ đến việc trả ơn. Vào thời nhà Tống, có một vị đại quan tên Hàn Kỳ, người tại Tương Châu, xuất thân trong gia đình nhiều đời làm quan lại. Bản thân Hàn Kỳ cũng từng dành tài năng cả đời để phụng sự cho ba đời vua nhà Bắc Tống là Nhân Tông, Anh Tông và Thần Tông. Trong sự nghiệp làm quan của mình, ông từng cầm quân đánh trận, từng cầm bút chấm bài thi, thậm chí còn làm tới chức tể tướng, được hậu thế kính phục, xưng tụng là Hàn Công. Không chỉ mang trong mình tài năng xuất chúng, Hàn Kỳ còn lưu lại tiếng thơm muôn đời, còn nhờ vào đức độ và cách đối nhân xử thế hiếm có của ông. Lấy trung trinh làm lẽ tự răn mình. Sinh thời, vị quan họ Hàn từ sớm đã nổi tiếng là người thuần hậu, chất phác, tính tình rộng rãi, đối đãi với mọi người luôn khoan hồng độ lượng. Hàn Kỳ làm việc tận tụy, vui buồn không lộ ra mặt. Ấn tượng của ông trong mắt mọi người là một vị quan luôn thường trực nụ cười đôn hậu trên mặt. Đối mặt với đại họa ập tới hay những tình huống nguy hiểm tới tính mạng, Hàn Công vẫn chẳng hề biến sắc. Tâm tư của ông cũng chẳng mảy may thay đổi trước sự biến đổi của cuộc đời. Trong suốt cuộc đời làm quan của mình, Hàn Kỳ từng để lưu lại câu nói: "Một đời của ta dựa vào trung trinh mà tự rèn bản thân mình, đối mặt với việc lớn không quản ngại sinh tử. May thay, ta chẳng sợ cái chết, nên làm việc gì cũng thành. Kỳ thực, đều nhờ trời cao nâng đỡ, chứ không phải vì ta có nhiều bản lĩnh." Có giai đoạn, Hàn Kỳ từng phụ trách quản lý quốc khố. Bấy giờ, nội bộ triều đình xảy ra nhiều biến cố. Bản thân ông cũng từng bị hiểu lầm mà lâm vào nguy hiểm. Nhưng suốt thời gian trông coi quốc khố,
Hàn Kỳ vẫn luôn làm đúng bổn phận, tròn chức trách, chưa bao giờ qua loa lấy lệ. Lúc ấy có người từng khuyên ông rằng: "Việc ngài làm quả thực đúng, nhưng nếu chẳng may sai lầm, e rằng tài sản khó mà giữ được." Hàn Kỳ liền thẳng thắn đáp: "Ngài nói gì vậy? Đã là quần thần thì phải hết lòng phụng sự quân chủ. Việc sống chết đâu phải nề hà. Chuyện thành hay bại vốn là ý trời. Lẽ nào lại vì e sợ sự tình không thành mà dừng lại không làm hay sao?" Người kia nghe xong, vừa lấy làm xấu hổ vì những gì mình nói, nhưng cũng vừa bội phục Hàn Kỳ. Lấy khoan hồng độ lượng đối đãi với người trên kẻ dưới. Khi Hàn Kỳ làm tướng quân tại Định Châu, vào một buổi tối cần viết thư, ông có cho gọi một binh lính đứng cạnh mình để cầm đèn. Người binh lính ấy trong lúc lơ đãng đã cầm nghiêng ngọn đèn, khiến lửa bén cháy một bên tóc mai của Hàn Kỳ. Lúc đó, ông lập tức phất ống tay áo, thổi tắt ngọn đèn rồi tiếp tục chú tâm viết thư. Một lúc sau, nhận thấy binh lính bên người đã đổi, Hàn Kỳ lo người cũ bị làm khó, vội vàng nói: "Không cần đổi người, người kia giờ đã hiểu được cách cầm đèn sao cho tốt rồi." Tướng sĩ binh lính trong quân doanh biết được câu chuyện này đều đem lòng kính nể đức độ của vị chủ tướng họ Hàn ấy. Lúc Hàn Kỳ đóng quân tại Đại Doanh Phủ, có người từng tặng ông một đôi ly bằng ngọc vô cùng quý giá, nói rằng đó là bảo vật tuyệt thế. Hàn Kỳ tặng lại bạc trắng cảm tạ người này, đồng thời cũng vô cùng trân quý đôi ly quý giá ấy. Mỗi khi mở yến tiệc thiết đãi khách khứa, ông đều sai người lót vải gấm rồi mới đặt ly lên phía trên. Một ngày kia, Hàn Kỳ mở tiệc đón tiếp vị quan trông coi thủy vận. Cũng như thường lệ, ông cho người đặt đôi ly bằng ngọc kia lên bàn rượu. Không ngờ rằng có một người hầu không cẩn thận làm đổ bàn, khiến đôi ly ngọc quý vỡ tan trên mặt đất. Vị khách bấy giờ cũng không khỏi giật mình, còn người hầu lập tức quỳ xuống chờ xử phạt. Hàn Kỳ khi đó mặt không biến sắc, chỉ cười nhẹ và nói rằng: "Sự tồn vong của vạn vật vốn là quy luật." Sau đó, ông nhẹ nhàng nói với người hầu đang quỳ: "Người cũng không phải cố ý, đâu cần phải nhận mình sai." Cách ứng xử của ông rất được lòng quan khách. Sự khoan hồng độ lượng của Hàn Kỳ càng khiến cho nhiều người thêm phần kính phục. Vào khoảng thời gian Hàn Kỳ đảm nhiệm chức vụ tể tướng, ông thường tiếp nhận xử lý văn thư hàng ngày. Mỗi khi phát hiện trong văn thư của ai đó có lỗi sai, ông đều tự tay sửa lại, cũng không để cho người khác phát hiện. Có lần bộ hạ Lộ Trừng trình lên Hàn tể tướng một văn thư, nhưng phía cuối lại quên không đề tên. Hàn Kỳ kịp thời phát hiện, liền dùng ống tay áo che lại, lặng lẽ đem văn thư rút ra, rồi đề tên của người đó vào phía cuối. Lấy sĩ hòa vi quý làm cái gốc để hành xử. Có một dạo, Hàn Kỳ cùng Vương Cùng Thần, Diệp Định Cơ chịu trách nhiệm giám sát quản lý kỳ khoa cử ở phủ Khai Phong. Trong lúc chấm bài, hai vị quan họ Vương, họ Diệp tranh luận không ngừng, còn Hàn Kỳ chỉ yên lặng ngồi làm việc, tựa như chẳng nghe thấy gì. Vương Cùng Thần cho rằng ông không giúp đỡ mình, có phần bất mãn mà nói: "Ngài đang ở đây để tu dưỡng đức độ hay sao?" Hàn Kỳ thấy vậy, liền ôn hòa nhận sai với Vương Cùng Lợi. Trong lần cầm quân đánh dẹp phản loạn ở Thiểm Tây, cùng Hàn Kỳ ra trận còn có Nhan Sư Lỗ và Lý Tích. Nhưng hai người Nhan, Lý thường xuyên bất hòa, còn hay tìm đến chỗ Hàn Kỳ để kể xấu đối thủ. Mỗi lần như vậy, Hàn Kỳ chỉ im lặng lắng nghe,
chứ chưa bao giờ thêm vào một câu nào. Trong suốt thời gian cầm quân đánh trận, Nhan Sư Lỗ và Lý Tích dù trong bụng không ưa nhau nhưng vẫn tỏ ra hợp tác đều là nhờ vậy. Nếu không có Hàn Kỳ Sĩ Hòa Vi Quý, e rằng quân doanh khó có nổi một ngày bình yên với hai vị Nhan Lý. Đối đãi với tiểu nhân càng cần dùng chân tình. Sinh thời, Hàn Kỳ từng nói, bất luận là quân tử hay tiểu nhân, đều nên lấy chân tình để đối đãi. Nếu biết được người đó là tiểu nhân, thì không kết giao quá thân là được rồi. Nhờ quan niệm ấy, đức độ và nhân cách của vị quan họ Hàn được muôn dân thiên hạ đời đời kính nể. Câu chuyện của một cổ nhân thời Bắc Tống đã cách chúng ta hàng thế kỷ, nhưng vẫn để cho hậu thế cách đối nhân xử thế đáng để suy ngẫm. Cổ nhân dạy, người quân tử giúp người mà không so đo tính toán, kẻ tiểu nhân so đo tính toán mà không giúp đỡ người. Người bình thường khi gặp phải tiểu nhân nhất định sẽ nổi giận mà tìm cách bóc trần âm mưu của kẻ đó. Nhưng Hàn Kỳ lại không như vậy. Ngay cả khi biết tường tận mưu mô thủ đoạn của người không trưởng nghĩa, ông vẫn tìm cách cho qua, chưa từng tỏ thái độ ra mặt. Sống ở trên đời, hầu hết mọi người đều muốn kết giao với người quân tử. Bởi lẽ, giao chân tình cho quân tử thì dễ, chứ đem lòng dạ thật thà đối đãi với tiểu nhân lại là chuyện khó. Chúng ta vẫn thường cho rằng mình đối với người khác tốt, họ cũng sẽ đối xử lại với mình như vậy. Nhưng khi bản thân ta đã cư xử không tốt với họ, thì họ lấy gì để đối tốt với ta? Vậy mà, khi nhìn thấy đối phương mắc lỗi, đa số mọi người thường không bỏ qua mà tìm cách chỉ ra lỗi sai ấy, tự coi đó là cách sống ngay thẳng để giữ mình trong sạch. Kỳ thực, khi vạch trần lỗi lầm của người khác, ngoại trừ việc phân rõ thị phi, ta dễ xen thêm vào đó thứ cảm xúc mang tên coi thường, chán ghét. Đối đãi với người làm sai theo cách thức như vậy, trong tâm sẽ khó sinh ra lòng từ bi. Kết quả của hành động ấy là khiến người kia chuyển sang thế đối địch với ta, từ đó thêm thù bớt bạn. Thậm chí nếu là người cùng chung chiến tuyến cũng sẽ nảy sinh sự bài xích. Ngộ nhỡ chẳng may đụng phải tiểu nhân, ta sẽ khiến kẻ đó thẹn quá hóa giận và tìm cơ hội ám hại. Như vậy chẳng khác nào tự đẩy bản thân vào chỗ nguy hiểm. Chỉ khi tâm hồn thực sự an yên, bạn mới có thể không quan tâm cái nhìn của người khác đối với mình, không quá coi trọng ưu nhược điểm, càng không đặt nặng vấn đề được mất, từ đó dùng chân tình để quản đãi mọi người.